lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa tuy ở đời trước được nghe Thánh Đế khổ tập diệt đạo, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch, lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe bốn tịnh lự nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe bốn vô lượng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe bốn định vô sắc nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe tám giải thoát nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tám thắng xứ, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe chín định thứ đệ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch